Hello, xin chào tất cả các bạn. Vâng, và chúng ta lại gặp nhau ở trên game Võ Lâm Chim Mộng, đúng không? Thì mình đã có dự định làm một cái clip để giới thiệu một cái sự kiện rất là hot, nhưng mà mình không có thời gian. Và thực ra là cái sự kiện này nó cũng đi đến giai đoạn cuối rồi, sắp kết thúc rồi. Nhưng mà mình vẫn muốn chia sẻ một chút để cho ai mà đang đua top và muốn có top, vì những cái món quà đấy rất là lớn trong game đấy. Thì mình cũng muốn nói qua một chút về cái sự kiện mà mình đang muốn nói ở đây, đấy là sự kiện hóa trang và đua top hóa trang đấy. Mọi người muốn muốn tham gia vào đua top ấy thì mình phải đạt được một cái tiêu chí của Vinagame, đấy là phải tích lũy đủ 3.000 vàng trong thời gian diễn ra sự kiện, đấy là từ ngày đây diễn ra sự kiện, đấy là từ ngày 26 tháng 1 năm 2018 đến ngày mùng 1 tháng 2 đến năm 2018 nha các bạn nhé. Các bạn phải tích đủ 3.000 vàng thì mới đủ tiêu chí để mình đua top đấy. Khi mình tích đủ 3.000 vàng rồi ấy thì mình sẽ có được đây, mình sẽ có được một cái gọi là nguyên liệu tham gia đấy, đúng không? Nguyên liệu tham gia gồm cái gì? Đấy là một dự thi hóa trang, một gói quà hóa trang, một gói quà cánh, một phù văn thanh, đây long tinh, đúng không? Đấy, khi mà mình đã có đủ nguyên liệu như thế rồi thì mình mới tham gia được đua top mọi người nhá. Khi mọi người có dự thi top rồi ấy, thì mình sẽ kiếm cái phiếu bình chọn như nào. Đấy, mình sẽ kiếm cái phiếu bình chọn. Đấy là mình trên quái ở các bản đồ. Đấy, mình thấy anh em trên hay trên ở cổ mùa 1, cổ mùa 2, cổ mùa 3, mùa 4. Đấy. Nhưng mà không, mình không nghĩ là ở trong cái xác suất nó ra nhiều hơn đâu. Mình thì mình hay trên ở Trung Nam Sơn 2. Đấy các bạn nhé. Đây, khi mà mình đã có tham gia tích đủ 3.000 vàng thì mình có bộ cánh rất là đẹp này, mọi người thấy không? Rất là đẹp. Đấy, bộ cánh của mình rất là đẹp luôn. Đấy, thì mình sẽ xuất hiện ở cái bảng hóa trang này này. Đấy, lễ hội hóa trang nhá. Thì những người mà top đầu tiên sẽ được xuất hiện ở đây. Ba top đầu, đấy, và mình là Thom XH. Mình hiện tại đang là top 1. Còn một hai bạn nữa đuổi rất là sát sao mình, ngay top 2, top 3. Còn một vài ngày nữa là kết thúc sự kiện rồi. Mình biết là các bạn này đang gom cây, có nghĩa là đang gom các cái vé bình chọn để lúc nào gần cuối sự kiện thì các bạn bung ra một thệ để lúc đấy mình trở tay không kịp. Nhưng mà thôi, kệ, mỗi người có một chiến lược riêng, đúng không? Mình thì có anh em trong bang giúp đỡ rất là nhiều. Đấy, trên và nhận sự kiện cho mình trên thì nói chung là tự mình bình chọn cho mình cũng được thôi đấy, nhưng mà mình cũng chưa bình chọn của cho mình đấy. Được cái hay đây là ở đây mình có thể tự mình bình chọn cho mình cũng được, không sao hết đấy, đúng không các bạn? Miễn làm sao mình có số lượng phiếu bình chọn lớn nhất thì mình sẽ được những cái phần quà rất là lớn đấy. Đây là một cái sự kiện rất là hot và những game thủ nào mà đã tham gia rồi thì cố gắng giành top 1 mọi người nhé, bằng những cái huy động anh em trong bang, trong server, bạn bè đấy cắm. Có một cái mà nó là mình thấy là hơi vô lý một tí, đây mọi người xem cái phần lưu ý ở đây này, đúng không? Ở trên Vinagame trên trang chủ có một cái phần lưu ý, đấy là nhân vật cấp 151 trở lên mới có thể tham gia công thức này. Nhưng mà mình có một cái ác phủ, đây ác phủ của mình là cấp 85 nhá mọi người nhá, cấp 85. Ác này chuyên là chỉ cày báo đơn này, các nói chung là các cái nguyên liệu thôi, nhưng mà mình vẫn đổi được bình thường đấy. Đây mình vừa đổi xong rồi, bây giờ còn có 81 cái lễ hội hóa trang thì mình không đổi được nữa. Đây lúc mình đổi cái phiếu bình chọn thì mình sẽ vào vào cái chỗ lễ hội đấy và đổi bình chọn thì mình sẽ có một cái phiếu bình chọn nhá mọi người nhá. Khi ở phiếu bình chọn rồi thì mình sẽ vào phần hóa trang và bình chọn cho những game thủ mà mình yêu quý nhất. Đấy. Đấy, còn hơn một ngày nữa là sự kiện kết thúc rồi. Mình chúc cho anh em chơi game đấy, ai mà đua top thì cố gắng là giành top 1 nhá mọi người nhá. Hiện tại bây giờ thì mình cũng đang là top 1 nhưng mà không biết về cuối thì anh em bứt phá như thế nào.
Đấy, thôi mình cứ chúc cho anh em cứ cố gắng hết sức đấy, bằng huy động bằng bạn bè trong game đấy, anh em trong bang để giúp đỡ, để chiêm ngưỡng được cái bộ cánh rất là đẹp này và những cái phần quà rất là ý nghĩa. Vâng, chúc anh em chơi game vui vẻ và mình chào tạm biệt. Đấy, nếu các bạn thấy video có ích hay thì các bạn cho mình một like, chia sẻ và subscribe giúp mình nhé. Đấy, đăng ký là miễn phí. Đấy, thêm bạn thêm vui, anh em mình tương tác với nhau cũng được. Và mình xin nói qua một chút nữa, nếu bạn nào mà có ý định kiếm tiền trên YouTube thì tốt nhất là mình cứ tìm thật nhiều bạn bè vào. Đấy, tại vì mùng 1 tháng 2 sắp tới YouTube sẽ thay đổi chính sách. Mọi người muốn kiếm tiền ở trên YouTube đấy thì phải đạt được những cái chính sách, đấy là phải có đủ 1.000 subscribe người nhá, 1.000 subscribe và 4.000 giờ, vị trí là tầm 240.000 phút đấy. Mọi người xem phút, mọi người xem clip trong cái trang của bạn đấy. Vì vậy ai muốn kiếm tiền bằng YouTube đấy thì có thể tương tác lẫn nhau. Mọi người có thể đăng ký kênh mình, để lại comment thì mình sẽ qua và đăng ký lại cho mọi người. Đấy, giúp nhau cùng phát triển đúng không? Đấy, mình có tầm 10 kênh. Đấy, mọi người cứ đăng ký vào đấy, comment vào đấy thì mình sẽ qua, mình subscribe và cho tất cả các bạn luôn. Đấy. Phương châm của mình là thêm bạn thêm vui, đăng ký là miễn phí, cùng nhau kiếm tiền nhá mọi người nhá. Rồi, một lần nữa chúc các bạn chơi game vui vẻ và nếu mọi người muốn giao lưu với mình thì hãy qua server 301 mọi người nhá. Vâng, chào tạm biệt mọi người.